phong cảnh đồng quê, cảnh làm có của bà con nông dân đây. Được chưa? Rồi. Quá đẹp. Phơi phơi rồi sau người ta mới đánh cái gì, cái dệt chiếu cho nên không bị dệt. Cái chiếu này thì chắc xài hơi bị lâu. Chiếu này nằm nó mát, chiếu chứ không có thì nó mát chứ đâu như chiếu nhựa. Có thì nó nói gì nữa. Cái chiếu có. Làm cái chiếu là cũng dễ rồi. Đúng rồi. Dệt cũng biết bây giờ như nó có dệt máy rồi nhưng mà trước đây là trên đây là toàn dưới tay không á, thì có cái quả vật vật này cứ luôn từ cái một cái một đây là từ đó giờ cứ luôn đêm mưa luôn từ cái em mình chứng cảnh trên dưới dưỡng hay thì có cái đêm thì có là cứ đêm luôn rồi nó cái quả cứ luôn từng sợi một người người đuôn một người đun một người cầm cái quả dập vào đấy như đập lúa này đấy đó nó cũng cắt qua đây là đuôn sạch đi cho nó sạch đã. Bao là bát ngát thôi bị cực luôn á hả? Nói chung là có được nhiều vất vả lắm không? Bây giờ thì cũng công đoạn thì chiếu có cái như ấy nhưng mà thấy vẫn đang cắt tay đấy đúng không? Không vẫn đang cắt bằng tay đó. Vẫn đang cắt bằng tay cả đó lúa thì có cắt thì bằng tay mà không biết là có máy cắt cói hay không thì có nhưng mà hiện tại bây giờ thì người dân đang cắt bằng tay đó chắc chưa có nên phải cắt bằng tay ấy. Còn chưa thiếu như giờ nó có máy rồi khi mà cói mà phơi khô thì bây giờ thiếu có máy rồi. Vẫn biết được từng nhà thấy không đấy, nó có được ranh ranh đấy, thấy không? Ranh ranh ở chỗ để khoảng 12 phân găng tay thì nó có được ranh là vẫn không biết được nhà kia. Bao nhiêu nó sợ mình đi lạc hay sao? Ô, cái cổ đẹp quá. Không quảnh đồng quê rất là yên bình. Đây, gói đây. Lại xong đây.